mà bác Trung là chăm sóc cho thuốc cân anti thì quá trình chăm sóc thì bác thấy cái bệnh tình của anti thì bác có thể khẳng định được cái đường ruột của em như thế nào, và qua cái phân thì bác cho biết luôn để cho mọi người nắm được cái tinh thần mà chăm sóc thú cưng. Thì ban đầu thì tôi không biết là cái con này nó bị ra phân ra máu, mà chỉ nghe anh nói là nó ỉa ra phân nhớt thôi. Tôi không nhận định được nó là bệnh gì, nhưng mà hồi nãy coi cái clip thì tôi thấy cái máu ở trong phân á, thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh Carré, tức là bệnh do virus gây ra. Thì con chó là mắc rất là nhiều cái chứng bệnh do virus, mà những cái bệnh mà do virus thì điều trị nó rất là khó và nó phải có cái thời gian. Rồi trong cơ thể của con chó hoặc bất cứ cái con động vật nào hoặc con người cũng vậy thôi, là nó có sẵn cái vi khuẩn hoặc là virus nó ở trong cơ thể. Nhưng mà khi nào cái sức đề kháng của cơ thể của con chó, của con heo, của con trâu bò hoặc là của con người nó yếu, thì bắt đầu cái virus, cái khuẩn đó mới bắt đầu nó bùng phát lên, và đó nó mới gây ra cái bệnh. Thì trường hợp như con chó này, các cái bệnh mà gì chảy ra máu hoặc gì chảy có mùi tanh hôi thì bắt buộc đều phải truyền dịch hết thì nó mới có khả năng sống sót được. Thì đây là cái trường hợp cái con chó này là có khả năng nó là bị cái bệnh Carré, tức là ỉa ra máu. Như vậy cái thức ăn là nó không có ảnh hưởng đến cái bệnh này hả bác không? Thức ăn thì có thể nó nhiễm khuẩn thôi, chứ còn không phải do thức ăn để gây ra cái bệnh này. Thức ăn bản thân nó thì đâu có gây bệnh, nhưng mà ví dụ trong thức ăn nó có thể là nó lây, nó nhiễm cái virus hoặc vi khuẩn gây bệnh. Rồi con chó nó ăn vào thì khi nó khỏe thì không sao, nhưng cái sức đề kháng nó yếu thì bắt đầu nó bùng phát bệnh lên thôi, đó là bình thường. Như vậy nếu mà khởi phát cái bệnh này mà mình phát hiện liền thì bây giờ qua cái quá trình điều trị thì bác thấy cái phương thức mà chuẩn bệnh cho nó thì cần nên những cái thứ thuốc kháng sinh hay sao bác? Tất nhiên là phải dùng thuốc kháng sinh, đồng thời là truyền dịch cho nó. Truyền dịch thì để cho chống mất nước, hai nữa là truyền, bây giờ mình truyền cái nạp Natap led này, cái Natap led này là cây nó có cây vitamin C này, rồi có đường này, rồi có vitamin B này, các cái loại vitamin khác thì mình để mà tăng cường cái sức đề kháng cho nó. Còn cái chai nước trắng mà bây giờ mình đang truyền cái này thì sao bác? Chai đó là chai Natap Rigur thôi. Là nó có tác dụng như thế nào mà bác Trúc? Nó giải nhiệt và chống mất nước cho chó. Còn cái chai vàng này là để thêm sức, tăng cái là chai nào để bồi bộ sức khỏe, cường lực ha, thêm tăng cường sức khỏe, bồi bộ sức khỏe cho nó. Vậy bây giờ quá trình mình điều trị như vậy thì bây giờ cái phần mà nói là máu nó thì nó sẽ thuyên giảm liền ha bác Trúc? Phải có quá trình nhưng mà nó thuyên giảm liền được ha. Vậy nó có cái bệnh nào mà nó thuyên giảm liền đâu. Nói chung là vấn đề chăm sóc thú cưng thì mình cũng mong muốn rằng là bác thì chu đáo cho anh Tý qua cái chai thuốc bổ dưỡng sức khỏe đó mà. Vậy là mình truyền cả chai này luôn ha? Không, cái này truyền nửa chai thôi. Nửa chai. Như vậy một lúc mình tăng cường như thế này thì cái thể lực nó có thể nó chịu nó chịu được hơn. Thể lực thì nó chịu, cơ thể thì nó chịu được, và làm bây giờ mình truyền như này thôi thì nó sức khỏe con chó này nó cung cấp đường tức là cung cấp năng lượng đường micro và các loại vitamin, trong đó có cái vitamin C để giảm sốt, tăng cường sức đề kháng. Nó như vậy là mình yên tâm hơn, tại vì thấy em nó đêm nó không ăn rồi nó không uống mà nó cứ ọe ra nước không rồi nó ỉ như vậy đó, cho nên là gia đình cũng không yên tâm lắm. Chảy ra thì mình căng chỉnh khoảng hơn khoảng nửa tay đó để anh nhìn thôi. Nghe mẹ nói.
Rồi, như vậy là em Ti yên tâm nha con nha. À, con là bị nhiễm khuẩn đó. Rồi, bác truyền cho con hai chai nước. À, một chai nước là trắng nè, một chai nước vàng nè. À, là con sẽ ăn uống được nha. À, cố gắng nha, con nằm im nha. Đó, bác đang truyền nước vàng cho con đó. À, như vậy là cảm ơn bác Trung đã cho biết cái tình hình sức khỏe trong lúc điều trị và chẩn đoán cái bệnh của em Ti như vậy, thì nói chung là gia đình cũng yên tâm, mọi sự là cũng nhờ bác để xem và chẩn đoán cái sau những cái thời gian như thế này, thì mọi sự là nhờ bác. Còn lại có khả năng là ngày mốt, ngày mai thì không truyền, nhưng ngày mốt có khả năng là phải truyền thêm. À, mình vẫn tăng cường cái này mình để lại nửa chai để ngày mốt được truyền, còn bữa sau thì cái chai này là phải lấy chai khác đến. À, vậy ha. Vì cái thuốc bộ này mình truyền một chai vô là nhiều quá, nó hấp thu hết. À, nó sẽ thừa ha, nó thừa. Chỉ có sợ là nó quậy quá mình lấy mạch không được thôi. Đó đó, mình sợ là sợ như vậy. Nhưng mà nếu mà tình huống nó xảy ra thì nó có ổn không? Có trục thì là được, bữa nay mình làm cho nó được mỡ rồi. Thông thường mình nói nó nếu như thế này thì cái tình huống xấu nó sẽ xảy ra, nó không cho mình ấy nữa, thì bác thấy nó có ổn không? Thì ta gọi là trong cái người y ta gọi là tiên lượng. Tiên lượng. Tức là nhận định trước cái khả năng nó như thế nào. Thì ví dụ như mình mà truyền được nhiều thì tiên lượng nó tốt, còn lỡ mà mình truyền được bữa nay thôi thì nó tất nhiên là cái khả năng nó không cao bằng cái việc kia. Em Ti nghe bác nói không? Có những con chó mà truyền mấy ngày liên tục hết chứ. Ủa, là nằm đó rồi truyền luôn hả? Không, người ta bồng về nhà xong rồi hôm sau lại đến bồng lên truyền chứ. À, chỉ có anh tôi mới đến đây tôi truyền chứ còn người ta bồng cái nhà không. Thì em Ti là coi như phải ủ thiên rồi. Em Ti là ngoan mà. Anh biết sao đi đến đây là nó mất cái công việc ở nhà, ví dụ như là có ai mà đi tích là mình không tích được. Đúng. Họ thấy mình đóng cửa đi rồi thôi họ không kêu nữa. Đúng rồi. Bữa nay là mày là ngoan. Đó, bác khen nó nha. Bác Trung khen á. À, đó bác cười mụn, cười mụn nó có nước lắm đó. Cái gì đấy? Không á, đừng. Để mình coi. Đâu có. Không. Cái gì đây này? Cái chỗ cái lỗ mụn nó. À, nó có cái ấy. À, cái miếng gì chứ mà. Để bà con nghe thắng, bà con nghe cái gì. Không phải không? Cái giống như cái miếng thịt dư cái gì á, cái ấy mình á. Ông này là ông già rồi, dân sức đề kháng yếu rồi. Nói chưa, bữa nay nếu mà 13 năm thì bây giờ bao nhiêu tuổi thì trước bác đưa cái đó mà mình lại quên mất rồi. Để tôi coi cái 13 năm đó, nó mình chỉ không nhớ được lắm đâu. Nhưng mà thì trước đưa bác đưa cái bản mà có cái bản có. Để tôi tìm lâu ngày quá nếu nó còn. Cái bản đó nó quy định tuổi trước rồi hả? Nó quy từ tuổi đó. Là nó quy ra là khoảng bao nhiêu tuổi của con người mình. Tại vì có người nói là một năm là 7 tuổi, mình nói làm gì có cái đó. Nó một năm đầu thì nó bằng 2 tuổi thôi, 2-3 tuổi gì đó thôi. Cái bản đó là nó nằm thường trong cái cuốn sổ của chó là nó có cái chụp cái hình lại có sổ không thì trước bác đưa mà tôi để để đâu rồi